Khả Đăng xin kính chào tất cả quý vị, chị bà con, các bác cùng cùng thầy mọi người nhé. Hôm nay là ngày chủ nhật thì chúc mọi người luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình người thân. Khả Đăng chân thành cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm theo dõi, ủng hộ Khả Đăng ô tô. Hôm nay Khả Đăng có về một mẫu xe Vios đời 2015 phiên bản số sàn biển Hà Nội tên tư nhân, mang nước sơn màu đen rất là sạch sẽ và đẹp đẽ đây. Chiếc xe này thì máy gầm ngon, điều hòa mát, không lỗi, không đụng va chạm ngập nước các bác nhé. Xe đã qua dịch vụ rồi, giá rất là rẻ, chỉ hơn 240 một xíu thôi. Anh em sẽ được sở hữu một mẫu xe đời 2015. Với động cơ 1.3, chiếc xe này nó siêu tiết kiệm nhiên liệu, nó được trang bị đầy đủ năng năng đúc, túi khí, xi nhan gương, cụp xe gương, full đồ chơi phụ kiện, option đầy đủ hết các bác nhé. Năng năng đúc này, nốp hai quả trước còn mới, còn sau còn tương đối. Đấy, khám tháng 4 năm 2024. Chiếc xe này thì anh em mình mua về đi gia đình hoặc là chạy dịch vụ rất là ngon, vì form dáng của nó là form dáng mới rồi. Form này ngày xưa là bán chạy nhất thế giới đây. Thời điểm hiện tại thì lên một form nữa rồi, nhưng mà cái form này vẫn là cái form mà nhiều anh em ưa chuộng và yêu thích. Bây giờ thì nó cũ rồi, nó rẻ. Đời 2015 các bác nhé. Xe này thì nó sẽ tiêu hao của chúng ta lanh quanh khoảng tầm 5 lít rưỡi xăng trên 100 km thôi. Rất là phù hợp cho anh em mình chạy dịch vụ. Đó, dòng này nó nhỏ. Động cơ thì là 1.5, 1.3 nhưng nó khỏe. 4 máy nhá, không phải 3 máy đâu. Người ta anh em hay gọi là bản này là bản G-Nimo đấy. Đấy, thì chiếc xe này thì nó là cái bản đã qua dịch vụ taxi rồi, nhưng mà chất lượng xe còn rất là đẹp. Khả Năng ô tô thì chẳng bao giờ nói dối khách hàng. Giá thì niêm yết là 248 triệu đồng. Tất nhiên giá này thì còn bớt độc lá và bao rút hồ sơ. Em có màu đen và màu trắng và màu vàng cát. Quý vị anh chị có thể cân đối lựa chọn để các màu. Đến cửa hàng thì trực tiếp gặp gỡ Khả Năng ô tô nhé. Không có gì phải úp mở. Sơn xi làm lại hết rồi, đời sâu. Không lỗi, không đâm đụng nặng, va chạm nào ok. Còn lại là anh em mình xem là nó hợp lý giá tiền thì anh em mình đến với nhau. Còn chất lượng xe thì em xin đảm bảo cho anh em là không có tai nạn ngập nước thôi. Đấy, còn sơn xi cũng báo rồi và taxi dịch vụ cũng báo rồi, đúng không ạ? Đấy, thì chẳng có gì phải giấu giếm nhau cả. Khả Năng ô tô thì rất là xanh chín, cứ nói gì làm đấy. Anh em mình làm được cái gì thì làm cái đấy, không làm được thì đừng có nói. Đấy. Chiếc này thì em đang niêm yết giá bán là 248 triệu đồng. Tất nhiên khách hàng Khả Năng ô tô thì giá khác. Nhanh quanh chỉ 230 anh em sở hữu luôn chiếc này nhé. Nếu anh em rút hồ sơ thì 233, sang tên thì 24, còn đâu là bán trắng để biển này chạy 230 triệu là lên được. Khả Năng ô tô nhìn con xe này rất là gọn, rất muốn quý vị anh chị full đồ chơi phụ kiện mà. Đại keo chỉ cánh cửa nguyên zin nhé, sơn lòng trong là zin hết. Bản zin thì nội thất nguyên bản nó là đen như này, như cửa bản G đấy. Và em nữa em mua một con Vios G 2014 về, nội thất nó như thế này. Đấy, nó phù hợp với nội thất bản G. Đặc biệt là chiếc bọc ghế da màu lâu này em rất là thích, màu này rất là thích nhé. Trần nỉ nguyên bản, màn hình OLED, Android TV, Android rồi. Xe đi thì hiện tại là 10 vạn nhưng chắc có thể là hơi, có thể là 20 vạn gì đấy, 20, 25, 30 vạn là chuyện bình thường. Nhưng mà cái chất lượng xe Vios nó rất là bền các bạn, nên là con nào ngon thì nó rất là ngon. Con nào mà làm máy rồi càng tốt các bạn, anh em làm máy rồi càng ngon luôn. Nhiều ông cứ thích máy zin, ôi máy zin phải xe gia đình, xe dịch không taxi dịch vụ đi rất là ít. Và chắc chắn đấy thì anh em mình mua mới ok. Còn nếu mà nó mà không zin mà nó zin mà nó yêu, nó đi nhiều quá, nó yếu hơi rồi đấy, thì anh em mình mua về làm máy khổ làm gì. Đấy, keo chỉ con này zin hết này đấy, sạch sẽ đẹp đẽ như này. Chỗ ngồi thoải mái, rộng rãi. Về cơ bản thì form dáng thì nó chẳng khác gì cái bản E cả. Nó chỉ máy 1.3, nó dùng máy của Corolla Altis thôi. Máy 1.3 thì nó cũng rất là khỏe rồi. So với i10 với lại Moling thì nó rất là khỏe rồi. Đấy, thân xác thì nó cũng đẹp, mà form dáng thì đẹp, có năng đúc đầy đủ hết rồi. Có thêm cả gương kính chỉnh điện, cụp xòe gương này nắp thêm hết đầy đủ hết, không phút đồ chơi phụ kiện rồi. Giờ chẳng thiếu gì, giá tiền lại hợp lý, hai bên hai túi khí. Đấy, máy gầm chắc chắn được cái tư nhân biển Hà Nội, anh em mình để đi Hà Nội, anh em Hà Nội vào tên anh em mình vẫn chạy được Grab nhé. Đời 2015 anh em vẫn chạy Grab tốt. Các bác nào làm biển vàng chạy Grab vẫn tốt các bác nhé. Đặc biệt là chiếc xe đã được độ full đồ chơi này. Cái này là cảm biến áp suất nốt các bác nhé, 2.4 này, cảm biến áp suất nốt này. Đó, màn hình Android to vật vã. Máy nổ rất là êm và không hề có rung giật gì cả. Đây, anh em nhìn cái màn hình này, cam hành trình trên gương này. Full đồ chơi rồi, không phải làm gì thêm cả. Đấy, chúng ta cùng khám phá cái phần nội thất, khoang máy của nó xem nó ok không. Em thấy cái keo chỉ zin cả xe luôn đấy. Đăng kiểm tháng 4 năm 2024 nhé. Dài miên man. Đó. Đây các bác nhìn nội em này. Keo chỉ này zin ốc cabo nguyên zin kìa. Con này ốc cabo chưa hạ này. Đấy. Nhiều thông thường thì nó thường là bản màu xanh, nhưng đây là màu đen xịn các bác nhé. Màu đen đấy, nó cũng rất là cứng xe, màu đen hoặc màu trắng. Nòng trắng thì nó sẽ sơn thành màu đen. Còn nòng xanh thì nó cũng đổi màu thì nó hơi lộ, chứ còn màu này thì nó rất là phù hợp với anh em mình. Đấy. Nó không đổi từ màu xanh sang. Đấy. Máy khả năng cao là zin ấy, nhưng mà đời sâu là chắc không zin đâu. Thôi mình cứ không nói không zin cho nó ngon. Zin với không zin thì cãi nhau chết.
miễn là nó ngon là được các bạn. Máy VVTi 1.3 nổ rất êm. Em thấy cái lốc điều hòa này, lốc mới nhé, lốc điều hòa mới này, lốc điều hòa mới là ngon luôn rồi, vì người ta bảo dưỡng vệ sinh, thay lốc, thay két làm nước này, két mát này, cái két phụ thôi nhé, két nước phụ nhé, chứ cái két cũ nó vẫn còn nguyên, không đâm đụng gì, đầu răng dương răng giật còn nguyên, như vậy là ok lắm rồi. Anh em mình mua con xe mà nó không lỗi, không đâm đụng nào ok. Còn đâu là về chất lượng máy móc thì anh em mình cứ chạy thử, êm bốc bốc là anh em mình dã thôi. Dòng vi ướt này cũng lành, đồ đạc phụ tùng nó theo xe nên là theo hãng thì nó rất là rẻ. Dòng này nó là dòng thông dụng mà. Đấy, giá nên biết thì khả năng ô tô đang để là 248 triệu đồng, đăng kiểm tháng 4 năm 2024, không phạt nguội, không đâm đụng va chạm, không tranh chấp, không vi phạm pháp luật. Khả năng ô tô xin là bảo hảo cho các bà con, các bác anh chị như vậy nhé. Khả năng chân thành cảm ơn và xin kính chúc tất cả quý anh chị bà con luôn luôn mạnh khỏe, thành công, may mắn. Hãy nhớ đăng ký kênh, follow và chia sẻ giúp Khả năng chia sẻ, và hẹn mọi người trong video clip tiếp theo.